Quay trở lại với một video tiếp theo của bên shop Ngọc Anh Hồ. Ngày hôm nay thì em sẽ đưa đến cho toàn thể các bác thợ bẫy bìm bịp về hai cái mẫu mẹt. Vì hiện tại đang là mùa bẫy bìm bịp và các bác mua với cái số lượng rất là nhiều để cung cấp đến toàn thể các bác những cái mẫu mẹt chất lượng nhất cho các bác đi bẫy hiệu quả và giá thành phải chăng. Thì hôm nay em đưa đến cho các bác về hai cái mẫu mẹt này nhé. Mẫu mẹt đầu tiên đó là mẫu mẹt treo cây này. Đây, các bác đang được nhìn thấy này, đây là mẫu treo cây. Đấy, còn mẫu thứ hai sẽ là mẫu úp đất. Và hai mẫu này sẽ có chất liệu khác nhau. Với cái mẫu úp đất này, đấy, chiều ngang này của nó này sẽ là 66cm. Và chiều úp ra của hai cánh sẽ là 80cm nha các bác nhé. 100% là bằng inox 304 chống han rỉ nha các bác nhé. Đây là mẫu mẹt úp đất. Đây này, hai cái que này để các bác cắm ghim xuống đất này khi mà các bác đi bẫy này. Còn về cách gài, cách sử dụng thì em cũng sẽ hướng dẫn luôn. Tại vì là nhiều bác khi mà mua về các bác lại chưa biết cách sử dụng. Ở đây thì các bác nhìn thấy sẽ có hai tai lò xo. Thì các bác chỉ sử dụng cái tai này là tai dài hơn này thôi. Đấy, các bác cần bỏ lưới ra đã. Chuẩn bị lưới này. Đấy. Đây chính là cái cần câu để cài vào phần cầu tự như này. Và để nó có độ phật mạnh thì cái phần lò xo này các bác bỏ ra, sau đó các bác quấn thêm nhé. Bình thường rất nhiều bác mua về cứ thế này các bác cài vào cái cánh trên luôn thì không phải đâu, như thế nó sẽ không có độ phật. Các bác quay thêm cho em một vòng như này nữa. Đấy, quay thêm như này, sau đó các bác gài vào đây, các bác gài vào đây như thế này. Em sẽ gài mơm mớm thử thôi. Đấy, sau mạnh thế, phật kinh khủng. Sau đó thì các bác gài cái này vào đây nhá. Gài cái phần cần câu này vào cái phần cầu tử này. Thì khi mà con bịp nó đỗ ở đây, đấy, nó sẽ phật ra và hai cái cánh này nó sẽ sập xuống đất. Đấy là cái cách sử dụng của cái mẫu mẹt úp đất này. Hai bên em gọi nó đây là mẹt vuông nhá. Đây là mẫu mẹt vuông, mẹt úp đất. Đấy. Lò xo này khi mà em bỏ lên này, nó có độ phật mạnh này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây là một bên thôi nhá. Mới có một cánh thôi. Nó hai cánh nó còn mạnh hơn rất là nhiều nữa các bác ạ. Ây da, khỏe lắm. Đây là mẫu mẹt đầu tiên. Về mẫu thứ hai, đây chính là cái mẫu mẹt được các bác mua rất nhiều trong thời gian vừa rồi. Chất liệu của nó là bằng 100% bằng thép nhé các bác nhé. Đấy, sử dụng thép mua chống han rỉ này. Đấy. Mẫu mẹt này thì là mẫu mẹt treo cây, nhưng thực ra thì các bác cũng có thể đặt đất được như thế này. Với cái mẫu này thì các bác nhìn này, sẽ có thêm một cái lồng nhốt mồi. Đó là nhốt dế, nhốt rái, nhái, nhốt gà con vào đây. Sau đó thì các bác có thể sử dụng được hai mặt. Một mặt thì các bác có thể sử dụng mồi giả, một mặt thì các bác sử dụng mồi nhái như vậy. Đấy, gài vào đây. Một chiếc mẹt mà đa di năng. Chất liệu bằng thép nên là giá thành của nó sẽ rẻ hơn nhé. Giá của nó có 350.000 đồng thôi. Còn cái mẫu mẹt inox này giá nó cũng gần ngang tầm vì là chất liệu bằng inox. Inox thì chống han rỉ. Còn về cái mẫu mẹt thép này thì nó đã được sơn tĩnh điện màu cỏ khô như thế này rồi, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, về cái phần cầu tử này cũng sẽ được ngụy trang lại bằng một cái lớp bên ngoài này, lớp gỗ. Đấy, trông rất là đẹp và bắt mắt các bác nhé, rất là chắc chắn với cái mẫu mẹt treo cây này. Thực sự thì bên em sản xuất cái mẫu mẹt này không kịp để gửi đến toàn thể các bác vì là rất là nhiều bác mua toàn một đôi rồi ba chiếc. Đấy, với cái mẫu mẹt treo cây này và mua kèm thêm cả một mẫu mẹt úp đất. Vì không phải là con bịp nào nó cũng ở trên cây, có những con ở dưới đất. Và đánh mẫu mẹt úp đất này thì nó sẽ có cái độ nhạy và hiệu quả riêng. Về kích thước của cái mẫu mẹt này, kích thước của cái mẫu mẹt treo cây này, chiều ngang sẽ là 40, hay các bác gọi là 4 tấc ấy. 4 tấc nhé. Đấy, 4 tấc, hơn 4 tấc một tí, 40-42. Còn về cái chiều dài, chiều rộng sẽ là 40. Bên em hay gọi đây là mẹt 40-40. Đấy, cái bề ngang của nó sẽ được hơn 40. Bề này sẽ được hơn 40-45 này. Đấy. Còn cái bề dài này của nó sẽ là 40 nhé các bác nhé. Đấy, chất liệu bằng thép. Đây các bác quan sát thật kỹ này. Đây là mẫu mẹt hai mặt. Có hai sự lựa chọn để các bác có thể mua được những cái dòng sản phẩm ưng ý nhất. Thì bên em sẽ nhận ship hàng toàn quốc, ship COD. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Yên tâm, hàng bên em đảm bảo 100% là rất là chất lượng, sẽ không làm các bác thất vọng. Đấy, đảm bảo các bác sẽ hài lòng khi mà mua hai cái mẫu mẹt này về. Và trân trọng cảm ơn toàn thể các bác. Hứa hẹn với toàn thể các bác trong clip sau sẽ có nhiều sản phẩm hấp dẫn và chương trình giá hấp dẫn hơn nữa.
Xin chào và hẹn gặp lại.